Xin thưa quý vị và các bạn thân mến, trước khi làm một đề tài đặc biệt này thì mình muốn nói sơ lược qua về những giáo phận ở Đồng Nai cũng như ở gần cho mình. Thì trong cái làng xóm đạo ở chỗ nào thì mình không biết, nhưng ở Đồng Nai đây thì có những giáo phận giáo dân ở xung quanh đó. Thì mỗi cái chương trình lễ của cha xứ đặt ra thì đều giao cho một ông trùm quản nhiệm. Ông trùm này ít có người nhắc đến, tại vì cái tên ông trùm thì được phổ biến thông dụng đối với những người giáo dân rất là sợ hãi, sợ đến đến mức là phải bán vợ đỡ con, hoặc là phải làm việc gì đó táo bạo để có những cái ngân khoản để mà cung cấp cho nhà thờ, mà được xử lý bởi ông trùm. Thì nó có một cái vạ tuyệt thông. Cái vạ tuyệt thông này theo như mình, cá nhân mình suy đoán, tuyệt thông nghĩa là không thông dụng, không cấm tất cả những người dân ở xung quanh đó thông thương với cái người dân mà bị cô lập này. Thì nếu như trong cái khuôn viên của giáo xứ đó, giáo phận đó, mà một giáo dân nào đó hoặc là một gia đình nào đó không chấp thuận những cái yêu cầu của một giáo xứ, thì ông trùm này có cái công việc chính là đi xung quanh những cái chỗ mà cái người cái gia đình giáo dân này không tuân phục, thì cấm mọi giáo dân khác giao lưu, là thông thương qua lại, có nghĩa là làm ăn cũng không được, buôn bán cũng không, nhờ vả bất cứ một việc gì cũng đều không được. Thậm chí khi đi bệnh viện, khi đi làm cái công việc gì đó, chứng giấy tờ gì cũng đều trở ngại bởi những giáo dân ngăn cản. Và theo cái lệnh của ông trùm này thì tránh cái chuyện mà cha xứ ra mặt, thì điều giao cho một ông trùm. Thì tóm tắt, ông trùm là một tên rất là côn đồ, một tên rất là dễ lưu manh, một tên rất là xảo quyệt, và được thông thương bởi cha xứ ra lệnh. Thì đó cũng là những cái chúng ta cần biết ở nơi những giáo xứ. Còn nếu như quý vị ở Con Chiên nào có những cái điều hay hơn, xin comment ở dưới, và để chia sẻ cho những cái điều kiện khắc nghiệt của trong giáo xứ của phận giáo phận của mình. Thì ở Đồng Nai đây thì có chỗ giáo xứ là Tân Phong, Tân Hiệp, ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì có mình được biết như thế, xin chia sẻ. Và ai có những cái vụ việc hay hấp dẫn hơn, xin kể ra và để cho mọi người đều cùng biết. Sau đây mình xin đọc một bài của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang về đề tài tổ chức sấm đạo, biến sấm đạo thành một quốc gia trong quốc gia với những tổ chức giáo dân. Sau khi đã gom giáo dân vào sống chung với nhau trong một khu vực biệt lập được gọi là sấm đạo hay làng đạo, các nhà truyền giáo liền thi hành các kế hoạch biến mọi sấm đạo thành một quốc gia trong quốc gia. Tôi nghĩ là biến thành cái mỗi một cái sấm đạo này thành một cái quốc gia riêng của Thiên Chúa giáo, mà trong một quốc gia là trong đất nước Việt Nam, hoặc trong một đất nước Ý chẳng hạn. Thì trong nước Ý nó có Roma, thì Roma thì đúng, đất nước Roma là Ý, nhưng có Vatican là đất nước Vatican riêng. Đấy, nó cũng tương tự như thế. Chúng ta thấy điều khắp Việt Nam có giáo phận riêng, có giáo xứ riêng, nó không có người dân thường ở trong đó. Đạo lương ở trong đó thì cứ chết mà thôi. Tiểu quốc gia này nằm dưới quyền lãnh đạo tối cao của vị linh mục hay là nhà truyền giáo quản nhiệm, và nhận lệnh trực tiếp từ vị giám mục cai quản địa phận hay vi khâm sứ đại diện tòa thánh Vatican tại địa phương. Đồng thời, giáo dân được từ 9 hay 10 tuổi trở lên, bất luận là nam hay nữ, đều được tổ chức thành những đoàn thể như đoàn thiếu nhi thánh thể, hội thánh Du Xe Lao Công, hội con Đức Mẹ Đạo Binh Xanh, hội các bà dòng ba ca đoàn Trầm Mặc, vân vân.
tất cả những tổ chức đoàn thể được hành động theo chỉ thị của vị linh mục quản nhiệm của xóm đạo và đều được giao cho một tín đồ cuồng tín mẫn nắm giữ chức vụ đoàn trưởng hay hội trưởng. Đây cũng là một ông trùm nha quý vị, đây cũng là một cái dạng ông trùm đấy. Linh mục quản nhiệm của xóm đạo và đều được giao cho một tín đồ cuồng mẫn, cuồng tín và cần mẫn. Nói cho chính xác ra là cuồng tín và cần mẫn, có nghĩa là làm việc cật lực đối với nhà thờ. Thì đây cũng là một cái dạng là ông trùm đấy. Với những danh sư như trên, người ta có thể lầm tưởng rằng các hội đoàn hay chỉ là những đoàn thể được lập ra để phục vụ cho mục tiêu duy nhất là tôn giáo. Nhưng trong thực tế, mục đích chính của các đoàn thể này được lập ra để thi hành những nhiệm vụ sau đây. Thứ nhất, làm công cụ cho vị linh mục quản nhiệm trong việc theo dõi tín đồ trong xóm đạo. Một trong những phương cách theo dõi này là đôn đốc tín đồ trong xóm đạo phải siêng năng đi nhà thờ và dành hầu hết thời giờ trong ngày cho việc cầu nguyện. Mục đích của việc làm này là kèm giữ họ và làm cho họ không có thời giờ rảnh rỗi để suy nghĩ đến bất cứ một chuyện gì khác và chỉ biết và nghĩ đến những gì giáo hội đã và đang dạy dỗ họ. Việc làm này của giáo hội được nhà văn Gia Tô Nguyễn Ngọc Ngạn ghi lại đầy đủ trong cuốn Xóm Đạo với nguyên văn như sau: toàn trại này dường như ai cũng sùng đạo như nhau, và sự sùng đạo ấy được thể hiện qua sự cầu nguyện và đi lễ. Buổi sáng 5 giờ chuông đổ, lần thứ nhất họ đã lục tục đánh thức cả nhà cùng dậy. Việc đầu tiên khi chưa bước chân xuống dưới đất là phải đánh dấu thánh giá và đọc vài kinh nhật dụng, nhật tụng. Sau đó đánh răng rửa mặt, thay quần áo đi lễ. Trên đường đến nhà thờ, họ không bỏ phí thời giờ, lấy hàng tràng hạt ra, vừa lăn chuỗi vừa cầu nguyện, cầu xin. Vào nhà thờ, đọc kinh chung cả tiếng đồng hồ, rồi mời tham dự thánh lễ mà dường như vẫn chưa thấy đủ. Họ còn quỳ nán lại đọc kinh thêm cho đến lúc tới giờ đi làm. Buổi trưa đúng giờ ngọ, chuông nhà thờ lại cất lên, nhắc họ dù đang làm gì, dù đang ở đâu cũng phải tạm ngưng tay để làm dấu thánh giá và cầu nguyện. Tối về cơm nước xong lại vội vã đến nhà thờ. Và khoảng 9 giờ tối trước khi đi ngủ, mỗi gia đình đều tụ tập trước bàn thờ để đọc thêm một loạt kinh nữa trước khi lên giường. Nói chung một ngày không biết bao nhiêu lần nhớ đến Chúa, ăn củ khoai cũng làm dấu thánh giá, nửa đêm mất ngủ cũng ngồi lên lần tràng hạt, vui cũng cảm ơn Chúa mà buồn cũng coi là thánh giá Chúa trao cho mình gánh vác. Niềm tin mãnh liệt như thế cho nên chẳng lạ gì. Từ thuở chưa có trí khôn, cũng giống như bao nhiêu người công giáo khác, anh Thông đã được nuôi dưỡng trong bầu không khí thượng tôn tín ngưỡng bằng những giáo điều bất di bất dịch. Theo thời gian ngấm dần vào trí óc anh, khiến anh làm cái gì cũng sợ tội, sợ Chúa trừng phạt. Với tình trạng như trên, sớm hay muộn giáo dân cũng sẽ bị điều kiện hóa tiến đến độ không còn khả năng sử dụng lý trí vào việc phân tách và lý luận để tìm hiểu sự việc, chỉ biết tuyệt đối tin tưởng vào Tòa Thánh Vatican, triệt để vâng lời và tuân hành lệnh truyền của các tấn bề trên, hết sức tin tưởng vào những giá trị và sự linh nghiệm của những tín lý quái đản trong đạo Kitô. Nếu hành xử được như vậy là họ được giáo hội phỉnh định là những tín đồ Gia Tô thuần thành hay ngoan đạo của giáo hội, và có hy vọng sẽ được giáo hội đưa lên nắm giữ một chức vụ quan trọng trong chính quyền tay sai của giáo hội. Vì sẵn có bản chất háo danh, tham lợi và thèm khát quyền lực, khi được giáo hội phỉnh định như vậy, giáo dân cảm thấy như đời đã lên hương, hồn phách bay lên tới chín tầng mây. Cũng vì thế mà lúc nào cũng lăng xăng nghĩ đến đi nhà thờ và sẵn sàng triệt để tuân hành những lệnh truyền của nhà thờ. Thứ hai, tiếp tay với các điệp viên nằm dưới quyền của vị linh mục quản nhiệm xóm đạo trong việc canh chừng xem có người lạ sắp nhập vào trong xóm đạo thì báo cáo cho đoàn trưởng hay hội trưởng biết, và theo dõi hay dò xét ở các vùng kế cận để thu thập những tin tức mà các đấng bề trên của họ đã chỉ thị cho họ.
nhờ có những hoạt động do thám của các đoàn thể này, các ông giáo sĩ mới có thể thu thập những tin tức, tình báo, chiến lược báo cáo về Tòa Thánh Vatican để làm tài liệu mang sang thủ đô Paris, vận động chính quyền Pháp cấu kết với giáo hội và xuất quân đánh chiếm Việt Nam. Thành tích hoạt động gián điệp của các ông truyền giáo người Âu Châu tại Việt Nam là một sự kiện lịch sử không ai có thể phản bác hay phủ nhận được. Bản báo cáo của linh mục dòng tên Alexander Roth về Tòa Thánh Vatican trong thập niên năm 1640 là bằng chứng hiển nhiên cho sự kiện này. Nói về hoạt động gián điệp của ông linh mục này, nhà viết sử Anvar Makhatan ghi lại trong cuốn Việt Nam Way Did We Go như sau: linh mục dòng tên Alexander Roth đến Đông Dương vào năm 1610, có lẽ là năm 1624 thì mới đúng. Nguyễn Mạnh Quang. Một thập niên sau, ông gửi về Vatican và Pháp một bản báo cáo miêu tả rất chính xác về tiềm lực thương mại, chính trị và chiến lược. Dòng tin Pháp lập tức tuyển mộ nhân sự gửi sang Đông Dương giúp ông ta thực hiện hai việc: cải đổi dân bản địa theo đạo Gia Tô và bành trướng thương mại. La Mã và Ba Lê xem những hoạt động này như là những bước đầu dẫn đến việc đánh chiếm và thống trị các quốc gia này, cả về chính trị lẫn quân sự. Trong lá thư gửi cho người viết đề ngày 30 tháng 5 năm 2003, giáo sư Võ Thành Long viết: trong cuốn Việt Nam Will to Lie, tạm dịch ý chí quyết sống của Việt Nam, trang 38-39, tiến sĩ Helen Lam trích một đoạn trong cuốn của tác giả Paulo để chứng dẫn giấc mộng thuộc địa hóa Việt Nam của giáo sĩ điệp viên Alexander Roth. Alexander Roth ôm ấp niềm mơ ước rằng nước Pháp sẽ đóng vai trò chính trong việc thuộc địa hóa Việt Nam. Tôi tin rằng nước Pháp, một vương quốc sùng đạo nhất trong số các vương quốc hiện nay, sẽ cung cấp cho tôi binh lính để đảm nhiệm việc chinh phục toàn cõi Đông Phương, và tôi sẽ tìm cách có được một số giám mục và giáo sĩ người Pháp để cung ứng cho các ngôi nhà thờ mới cất. Tôi đến La Mã với cái sách này trong đầu vào ngày 11 tháng 9 năm 1652. Để thực hiện mưu đồ biến Việt Nam thành một vương quốc Kitô, giáo sĩ gián điệp Roth tích cực tuyển mộ một số lớn giáo sĩ để hoạt động ở Việt Nam và đạt được sự ủng hộ của giáo hội Pháp. Ông quyên tiền từ giới quý tộc Pháp để thực hiện kế hoạch của mình và được phương tiện vận chuyển từ các nhóm trong Mông vào phần ăn chia của Pháp ở dịch vụ mật mậu dịch ở Á Châu. Ông cũng vận động bằng cách kích động đầu óc cuồng tín của giới lãnh đạo tôn giáo Pháp và lòng tham vật chất của đám con buôn đầu sỏ Pháp. Ông vẽ vời bằng nước Việt Nam đã đến lúc chín mùi cho việc cải đạo thành Kitô hữu, và ông mô tả nước Việt Nam như là một mà Eldorado, một xứ tưởng tượng có nhiều vàng với tài nguyên vô tận. Trong cuốn Diver Voyager Mission, hành trình truyền giáo ấn hành ở Ba Lê vào năm 1653, Roth viết rằng người Việt Nam giàu lắm vì đất đai phì nhiêu, rằng họ có các mỏ vàng, rất nhiều hồ tiêu và quá nhiều tơ lụa, đến nỗi họ dùng nó làm dây lưới cá và dây buồm. Roth không những là một điệp viên thượng thăng đội lốt giáo sĩ truyền giáo, mà còn là một tên đầu sỏ thâm độc, chủ trương hủy diệt nền văn hóa bản địa và áp đặt giáo thuyết Kitô phi dân tộc ở những nơi ông cùng đồng bọn đến truyền giáo. Phương thức truyền giáo ở Việt Nam được thực hiện bằng cách dùng kiến thức về khoa học để gây ấn tượng, dùng bản vật chất để cám dỗ mua chuộc, dụ dỗ những người dốt nát nhẹ dạ về một bánh vẽ thiên đàng huyễn hoặc, về sự khiếp sợ bởi sự dọa nạt của Chúa như ngày phán xét kẻ sống người chết, lửa địa ngục, và cuối cùng bất chấp luật lệ của nhà đương quyền Việt Nam. Linh mục Trần Tâm Tĩnh ghi nhận trong cuốn Thập Giá và Lưỡi Gươm như sau: trong thời gian Pháp xâm lăng Việt Nam, nhà Chung đóng một vai trò quan trọng. Như ai cũng biết, nhà Chung đã tổ chức một hệ thống tình báo hoàn bị, cung cấp tin tức cho biết
tất cả những gì liên hệ tới những con người, những công ty, những công cuộc, những hành động và phương án chính trị tại Đông Dương. Nhà Chung đã đặt được người thân tín của mình vào tất cả các cơ quan và hầu hết các xí nghiệp tại các trung tâm lớn cũng như tận cùng những tỉnh xa xôi. Trong một báo cáo mặt gửi lên toàn quyền Đông Dương, Viện Thống sứ Nam Kỳ đã trình với quan thầy rằng không nên quên rằng từ những năm đầu cuộc chiến đóng của chúng ta, nhà Chung đã quan tâm chiếm cho được tại Nam Kỳ những tài sản khổng lồ. Nhà Chung có tất cả 28.500 hectare ruộng, không kể đất đai ở thành thị cũng như các bất động sản và của cải khác. Tại miền Tây Nam Kỳ, nhà Chung làm chủ vùng đất lớn rộng tới 3-4 hoặc 6 hectare. Sài Gòn ngày 14 tháng 12 năm 1934. Đọc các sách sử nói về thời cận và hiện đại Việt Nam, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả các linh mục của giáo hội, đặc biệt những người nắm giữ những vai trò quản nhiệm, họ đạo hay xóm đạo, đều là những chuyên viên gián điệp nắm giữ vai trò trưởng lưới gián điệp tại họ đạo của họ. Và tất cả các giáo dân đều được dạy dỗ làm tai mắt cho các ông linh mục hay các đấng bề trên khác của họ. Thứ ba, biến thành những đạo quân xung kích khi hỗ sự. Đây là một sự thật hiển nhiên đã xảy ra trong thời lịch sử và cận và hiện đại Việt Nam. Một trong những bằng chứng là trong hai năm 1886 năm 1887, nhờ đã được đoàn ngũ giáo dân và sống chung với nhau trong các xóm đạo biệt lập với đại khối đại đoàn dân tộc, linh mục Trần Lục mới dễ dàng huy động được hơn 5.000 giáo dân tiếp viện cho Liên quân Pháp Vatican trong chiến dịch tấn công và tiêu diệt lực lượng nghĩa quân kháng chiến của nhân dân ta tại chuyến lễ Ba Đình dưới quyền chỉ huy của Đinh Công Tráng. Nhờ có những đạo quân thứ năm này mà các ông linh mục quan niệm tại các xóm đạo mới có thể có những đạo quân thập ác tiếp viện mau lẹ cho Liên quân xâm lăng Pháp Vatican trong những chiến dịch hành quân trong suốt chiều dài lịch sử từ năm 1858 cho đến năm 1954. Và ngày nay tự ứng cử có những tên chiên đã tự ứng cử vào Quốc hội đã trải qua được mấy vòng, thì chắc chắn là sẽ có người nó cài đặt cài cắm trong đó, và chúng nó đang hồi hộp chờ đợi sự tiến cử thành công. Thời nào chúng nó cũng cài cắm vào, chứ không phải riêng gì thời xưa, thời nay cũng vẫn thế và luôn luôn như thế. Nếu chính quyền chúng ta mất cảnh giác chỉ cần một chút xíu là sẽ toi ngay, chúng nó sẽ đứng dậy và làm loạn lên một lần nữa. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn clip sau.